Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay các bạn nhỏ có vui không? Anh thì đang rất vui vì trên tay anh đang có một bộ đồ chơi nấu ăn vô cùng là to nhá. Trên bộ đồ chơi này thì anh thấy có một số đồ dùng như là ấm này, nồi này, ví nướng này, rất nhiều đồ nữa. Không biết là bên trong sẽ còn những món đồ gì nữa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá bộ đồ chơi nấu ăn này nhé. Chúng ta cùng đi khám phá xem bên trong một đồ chơi nấu ăn này sẽ có những món vật dụng gì nhé. Bạn có hồi hộp không? Anh rất hồi hộp. Đây là một cái chày nha các bạn. Đấy. Nấu ăn này. Xiên này. Kê ra rồi, đây các bạn xem nhé.